cho Tùng biểu diễn văn nghệ nhá, được chưa? Anh là good bad boy, anh sống nhảy trong chưa, gia đình mẫu mình thật xa, lớn lên với nhiều chân tài, không phải tôm cá ốc chay, tất nhiên anh không phải nền tài, cuộc đời anh không cần thú, nhưng mà anh rất hay lo, lo muốn khi em vào PM, kinh lắm từ than bạn rồi đau như mấy, ăn mặc ngược nghiệt thưa lưu, thế nhưng sẽ nôn cả là thơ, mà thật may anh biết lo, anh thính thiết nên cứ cần em, dắt lên cả Facebook, những ngàn nghi dăm câu tâm trạng. Yeah, yeah.